Nhân viên văn phòng đăng ký đất rút súng dọa bắn dân tại trụ sở cán bộ nhà đất. Xô xát với người dân, một nhân viên văn phòng đăng ký đất lấy gậy tấn công rồi rút súng ra dọa bắn. Ngày 21 tháng 4, ông Đinh Xuân Tâm, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, sở đã gửi báo cáo nội dung vụ việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, kiến nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm pháp của ông Thọ. Chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với ông Thọ để tiến hành các bước kỷ luật, song ông Thọ không đến cơ quan làm việc. Ông Thọ là nhân viên hợp đồng đã 8 năm nay. Theo ông Tâm, sáng ngày 14 tháng 4, tại trụ sở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum, ông Nguyễn Quang Vinh đến để giao dịch, thì giữa ông Thọ và ông Vinh xảy ra mâu thuẫn xô xát. Ông Thọ mở cốp xe gắn máy lấy gậy ba khúc ra tấn công. Ông Vinh đưa tay ra đỡ thì bị gãy tay. Ông Thọ còn thò tay vào túi quần móc một khẩu súng chưa rõ loại súng gì, súng thật hay súng giả, nhắm vào ông Vinh dọa bắn. Những người chứng kiến phải đưa ông Vinh đi bệnh viện cấp cứu. Chi 65 tỷ đồng mua ấm chén tặng dịp kỷ niệm tái lập tỉnh. Dư luận nêu nhiều vấn đề bức xúc về việc tỉnh Vĩnh Phúc dùng 65 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm quà tặng cho khách mời và các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 16 tháng 4, trả lời thanh niên, ông Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đang thực hiện thanh tra việc đấu thầu các gói mua sắm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 25 tái lập tỉnh. Ngày 1 tháng 1 năm 1997 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 tại 9 đơn vị huyện, thị xã, thành phố. Cuộc thanh tra được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau khi dư luận nêu nhiều vấn đề bức xúc về việc tỉnh này đã dùng khoảng 65 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm quà tặng cho khách mời và các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Theo tìm hiểu của thanh niên, lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh diễn ra vào cuối năm 2016. Nhân dịp này, mỗi hộ dân của tỉnh được nhận được một phần quà là một bộ ấm chén men màu trắng sản xuất trong nước, có in dòng chữ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Từ cuối năm 2016, hầu hết người dân tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc đã được nhận phần quà tặng thông qua chính quyền địa phương. Ông Hoàng Văn Tê, ngụ tại xã Tiến Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết, từ tháng 12 năm 2016, gia đình ông đã nhận được phần quà tặng thông qua trưởng thôn. Ở đây, họ phát quà đến dân căn cứ theo chủ hộ. Nhà tôi có con trai lấy vợ ra ở riêng nên được phát hai bộ, ông Tê nói. Tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2016, tỉnh này đã đón tiếp 3.000 đại biểu và mở tiệc chiêu đãi hơn 1.000 đại biểu. Mỗi đại biểu khách mời được ban tổ chức tặng một bộ ấm chén men màu trắng cũng có in dòng chữ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, được bọc trong các hộp đỏ cứng bọc nhiễu logo tỉnh Vĩnh Phúc và dòng chữ tỉnh Vĩnh Phúc kính tặng được in mạ vàng. Loại ấm chén tặng cho đại biểu có giá trị 350.000 đồng trên một bộ, loại tặng người dân có giá 200.000 đồng trên một bộ. Bất thường đấu thầu quà tặng. Theo tìm hiểu, tổng trị giá mua sắm quà tặng nêu trên tại 9 đơn vị của tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị lên tới gần 65 tỷ đồng. Một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, việc mua sắm quà tặng không phải do Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm trách mà giao các địa phương. Cụ thể, địa phương thống kê các hộ dân, căn cứ vào số lượng các hộ dân trên địa bàn, văn phòng Ủy ban Nhân dân và văn phòng Hội đồng Nhân dân các địa phương đứng ra mua bằng hình thức đấu thầu. Đáng chú ý, nguồn vốn mua sắm quà tặng nêu trên đều được nêu rõ là vốn ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, theo thông tin thanh niên có được, các gói thầu đều sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, mặc dù các địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc đấu thầu các gói mua sắm quà tặng theo hình thức rộng rãi, nhưng hầu hết các gói thầu đều lần lượt trúng bởi hai nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Quang và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Bảo Long, Bát Tràng, cùng địa chỉ ở xóm 1, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mức giá trúng thầu của các nhà thầu này đều sát giá mời thầu, tiết kiệm dưới 0,5%. Trong đó, ngày 2 tháng 12 năm 2016, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc có quyết định phê duyệt công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Bảo Long, Bát Tràng trúng thầu dự án mua sắm quà tặng cho các hộ dân huyện Tam Bảo nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc với giá trúng thầu là 4.813 triệu đồng. Giá gói thầu 4.818 triệu đồng. Tương tự, ngày 9 tháng 12 năm 2016,
Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô phê duyệt nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn Bá Quang trúng gói thầu mua sắm quà tặng 20 năm tái lập tỉnh với giá trúng thầu là 5.602 triệu đồng, giá mời thầu là 5.624 triệu đồng. Để làm rõ thêm về thông tin phản ánh, thanh niên đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Song, ông cho rằng sự việc đang được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh thanh tra nên phải chờ kết quả chính xác mới thông tin đến báo chí. Trong khi đó, ông Đỗ Đình Việt, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết việc thanh tra phải theo trình tự của luật thanh tra, tức mỗi đơn vị khi thanh tra còn phải báo cáo giải trình nên cần phải có thời gian.